Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ chơi 16 tựa game, bắt đầu với Stick World. Chơi luôn. Mình sẽ chơi cái classic là cái cổ điển ấy. Chơi ba cái này cái nào cũng được nhỉ. Ok, và cái đầu tiên luôn nhé. Phòng tuyến cuối cùng, phá hủy tượng của địch. Ok. Mình sẽ chọn hết những cái đảo vàng ra đã. Bởi vì mới đầu thì cũng không cần quá nhiều. Rồi, còn nó có một cái con chiến binh ra giờ này. Con này là cái con 500 vàng này. Rồi, đáng nhẽ là mình sẽ phải cho một con ra. Rồi, mình sẽ gọi một cái con 500 vàng này ra nhé. Ui, xem nào. Rồi, hai con. Của mình cũng có một con chiến binh các bạn ạ. Mình còn có một con cung đằng sau này nữa này. Đấy, con này nó lại cho một con chiến binh ra rồi. Mình sẽ cố gắng lấy một cái con to to này các bạn nhé. Chỉnh camera một chút. Ok. Nó có mỗi con cung này thôi, không sợ. À, con này của mình rất là trâu các bạn ơi. Bởi vì nó có một cái lớp khiên. Ôi, rút về, rút về, rút về, rút về, rút về. Ôi. Đây, mình có cái con to to này này. Để mà win được cái trận này thì khá là lâu. Cho nên mình sẽ chờ một lúc nữa rồi. Bởi vì còn rất là nhiều tựa game phía sau. Nó về luôn rồi kìa. Rồi. Minion rút. Mình để tâm ra hơi xa một chút nha. Ok. Nhiệm vụ thứ 5. Mission 5. Chúng ta sẽ đeo cái máy hút vàng và sau lưng và sống sót sau 10 giây. Chút
ván trượt mà nó trượt hay là đĩa bay thì nó cũng thế. Úi giời, phía trước mình thấy một cái tên lửa các bạn ơi. Đó, bay lên đây thì quá nhiều vàng thôi. May quá, mình vẫn có kim cương hồi sinh. Diamond. Đây mình đang mình thay mình thay. Năm trăm này các bạn. Tiếp theo nha, My Chicken Tom Chu. Để nó xong một chút cho các bạn mình thấy những cái hình như thế này. Rồi. Rồi, cho con pet nó ăn. Rồi, không có gì sao nó ăn nhỉ? Nghe con này hơi nhiều. Sao nó chơi trò chơi nhỉ? Chơi sổ đu quay đi. Ôi, không vào được à? Ok, cho nó đi ngủ nha. Chúc bé ngủ ngon. Rồi, sang game tiếp theo là Tom Gun Jump. Cũng là của Office 7 luôn. Thích hình Tom Gun Jump. Mình sẽ chơi con Angela này. Mình sẽ cho mình nổi tiếng lại một chút nữa. Cũng hai vào luôn các bạn ơi, hai x này. Năm trăm này. Ồ, máy bay này. À, cái này là mình sẽ chiến đấu với con này. Chiến đấu với cái xe của con này. Mình tính đi có đồng bay lên này.
Rồi một quả cuối cùng này. Bùm. Ok luôn. Ba kim cương, 5 sơn vàng luôn. Rồi. Game tiếp theo. Trò này chúng ta sẽ cần bật wifi và chúng ta sẽ phải đợi lâu một chút. Sonic Azure Olympic. Mình sẽ chơi cái trạng này trước. Start. Ready, go. Ủa, sao con cứu trẻ em của ta? Rồi, nó bị vấp rồi con này. Úi giời. Có nghe này gọi này. Ok. Nguyên luôn. Để mình xem còn cái trò nào nó hay đấy không. Bắn súng này đi. Star. Đây là đạn hay là cái gì đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng không cho vào ăn luôn. Ui. Ui, nhức một phát rồi. Khá là nhiều các bạn ạ. Bùm. Bùm. Ok, đi luôn. Xem mình được huy chương vàng hay là huy chương bạc nhé. À, huy chương vàng luôn các bạn ơi. 46.000 điểm. Ok, game tiếp theo. Sonic Dash by Sega. Bao lâu rồi? Ôi, mình quên mình tắt wifi đi. Bật wifi lên nó sẽ loát rất nhiều thứ. Đó. Chơi luôn cho nó máu. Đó. Và cái mát này chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải ăn những cái tấm bài tròn tròn này. Đang mát sản phẩm. Ừ,
may quá không sao. Mình ăn được 7 tấm thẻ bài rồi. Xuống này, lên này. Trái này, trái này. Có này luôn, cho nó máu. Chiến đấu với con boss này các bạn ạ. Xuống này. Lên này. Trái này, phải này. Rồi. Bây giờ boss thích cái gì đó. Tên con này hơi khó đọc. Rồi, bây giờ mình sẽ chiến đấu nữa nha. Một phát. Hai phát. Ba phát, ok. Cháy mình sẽ mình đã hạ được cái xe này rồi. Rồi, tiếp theo nha, agenda. Rồi. Tập tu đá. Oh!
thoải. Xin tiếp theo này, nó sắp bay. Nó bị cái bóng soi vào màn hình, nó sẽ có màu trắng ở đây. Không, không sao. Thank you.
Vô xong. Tuy nhiên bị rơi xuống đấy các bạn ơi. Rồi, ok, biến luôn. Tiền tiếp theo là Subway Surfer. Bác mới nè. Chân này bay lên luôn này. À, phía trước có nó cái 500 các bạn này. Rồi, bay lên trời. Hai x. À, rất tách này các bạn ơi. Bay lên trời. Rồi, game tiếp theo. Một dao. Play. Cái này phun hết rồi, mình sẽ cho vết bot đi. Đây. Con tình yêu luôn cho nó máu. Bot 3. Chúng ta sẽ phải... Úi. Đóng nhanh luôn. Xong rồi các bạn ơi, bởi vì con này bắn rất là kinh luôn. Rồi xong, con này nó bắn được nhiều quá. Game tiếp theo đi. Tôm răm. Kỷ lục là 71. Ui, tự nhiên bị ít các bạn ạ. Thôi, spawn lên ra. Ừ.
đuối đuối. Rồi, 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 đúng. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye.